Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì dạo này làm clip có nhiều anh em la quá. Nhưng mà thật chắc anh em thông cảm nha. Thật chắc mình thời gian mình đi làm nhiều anh em, nên mình không có thời gian để mình đánh nhiều đâu. Nên thành ra mình đánh thì nó cũng ngáo ngáo ngơ ngơ vậy á. Nhưng mà đánh mà không ngáo ngáo ngơ ngơ thì không phải là kênh của mình anh em à. Nói chung thì mỗi người nó có một cái khác mà. Thì anh em xem thì dựa trên tinh thần giải trí là chính anh em, coi vui vẻ là chính thôi. Rồi còn ví dụ như cái gì anh em thấy thích hợp thì anh em học tập, còn ví dụ anh em thấy không thích hợp thì anh em cứ bình luận, anh em góp ý cho vui vậy thôi. Rồi thì hôm nay mình sẽ gửi đến anh em cái bài đấu ma thuật nha anh em. Rồi thì chắc thì ma thuật từ đầu mùa tới giờ mình cũng ít dùng lắm, thì hôm nay mình sẽ đánh thử 8 ma thuật như thế nào. Rồi thì mình đang đánh trong cái cổng là gói trang bị thành phần, và do tại cái lõi đầu tiên, lõi bạc của mình đang chọn cái lõi phân nhánh anh em, ra được gắn ma thuật luôn. Rồi thì cái lõi thứ hai là cái lõi vàng, hoa sen nở rộ, người đá với ý chí đồng thiên. Ý chí đồng thiên, cái lõi giải phóng quái thú cũng được anh em, hoặc là những người bạn nhỏ. Thì do tại cái này mình đang dự định mình sẽ đánh nó hóa hình ma thuật, và đang dự định mình đang cho con Hecarim cầm đồ đổ là cầm đồ đỡ cho con Fiora anh em à. Nhưng mà mình thấy Fiora nếu mà đi với bọn ma thuật thì nó không mạnh lắm. Thường thường Fiora thì nó đi với bọn chiến binh thì nó sẽ mạnh hơn nha anh em. Rồi thì gặp nhà bên đây đang đánh tiên linh, thì có vẻ như cái đội hình cái tập hệ tiên linh đây sau khi mà được làm lại cắm móc á, thì đánh thì cảm nhận nó dễ hơn anh em ạ. Nói chung là cái kiểu như tập hệ này sau khi ái lại thì giống như nó được búp hơn anh em. Hồi trước thì anh em đánh được móc 6 là anh em mới được cái vương miện với mới được hai món của tiên linh, mà bây giờ anh em đánh được móc 5 là có rồi. Nói chung thì mùa này mình thấy đánh theo cái kiểu là nhân phẩm là nhiều. Nói chung là đầu game mà vô nhân phẩm tốt thì ôi giời, cái game nó dễ, cực kỳ dễ. Nhắm mắt đánh cũng ăn nữa anh em à. Rồi thì bây giờ công việc của mình là đi cần đi tìm thêm một cái ma thuật nữa là được. Nói trong bán này nên mà ra được con Fiora sớm anh em, thì có con đếp máu. Rồi thì ở rau đi chợ 3 chấm đây thì có Kalista, Nasus và Olaf. Tôi muốn vàng à. Rồi Nasus bị lầm rồi. Rồi chắc này mình sẽ lầm đỡ Olaf nha anh em. Lộn Olaf về cho nó cầm đồ. Cái này mà ra có Fiora thì ngon. Rồi thì cái ấn quăng qua cho con Swain cầm. Đó, rồi đồ của con Fiora thì khả năng là sau mình sẽ cho nó cầm đồ thế này. Bây giờ con thú tượng thực giác nè, cái tại mình thích gắn cái phước rồng hơn anh em à. Cái thú tượng thành giác cho tại mấy cái bạn cập nhật vừa rồi đây nó bị nếp anh em, nên nó sẽ yếu. À, nhà cái nhà không cần Fiora nó lại ra Fiora hay nhỉ. Mà mình cảm nhận hình như cái đợt này là con Cassidy anh em nó yếu lại nhiều luôn á, cái tại mình quấn mấy trận Cassidy mà Cassidy yếu lắm. Rồi thì mình bỏ con hồi sư vô để kích đỡ ba băng giá chứ nha nè. Đó sẽ lấy ba băng giá, 4 ma thuật, hai hóa hình. Dạo này nói mà còn bị liếu lưỡi nữa anh em.
Rồi gặp nhà bên đây thì dạo này vẫn còn nhiều anh em đam mê cái bộ môn nổ hũ. Hầu như là thấy anh em đánh bánh ngọt vẫn nhiều. Nói chung bây giờ mình sẽ tranh thủ mình up cấp là chính anh em. Up cấp để lên mình đi kiếm băng tướng bốn vàng nè. Thành ra thì anh em nào mà đến với kênh của mình thì anh em cứ quan trọng là xem giải trí thôi anh em. Mình mà đánh không ngáo thì không phải là mình đâu. Đánh là nó phải ngáo, ngáo ngơ như bò đồ nơ vậy đó. Không phải là nhiều khi trong cái trận đánh anh em, không phải là mình cố ý đâu, nhưng mà nhiều khi trong cái trận mình đánh á, nhiều khi mình đang tập trung vào một cái vấn đề khác, mình không có suy nghĩ về những cái kia, nên thành ra khi mình đảo bài không có nhanh được, với lại mình thời gian mình đánh ít lắm. Có khi ngày mình về mình đánh được có một hai trận nè. Nói chung khi mà mình không chú tâm làm về một cái công việc gì đó thì nó sẽ không có được tốt bằng những người chú tâm. Thì anh em có gì anh em thông cảm giúp nhé. Mà bây giờ hết đồ ghép rồi, bắt buộc phải ghép cái thuốc tường thành giáp anh em. Giờ còn dư hai cái găng. Hai găng nè. Lắp hai găng nè. Lắp bóc đồ anh em. Cho đồ ác quá nha. À, xong thì đứng luôn. Cái con Zealand này á, mà anh em đánh cho nó vào cái hệ pháp sư anh em. À thì nó ngồi nó quăng cầu quăng đau người luôn á. Cứ lần nó quăng cầu hai phát, lần quăng cầu hai phát. Hôm nào mình sẽ kiếm gắn pháp sư mình chơi cái kiểu đó mới được. Rồi cái loại cuối cùng là cái loại kim cương anh em. Đồ này đóng giày cũng ngon này, do tại mình đang có hai cái găng. Rồi lấy đồ này đóng giày nha. Đây nó cho mình ba cái nữa là tổng cộng là mình sẽ được hai cái bóc đồ chuẩn. Bây giờ ném cho ai đây mới đau đầu đây này. Con sư quên thì đang cho nó cầm. Đang cho nó cầm cái ấn mất rồi anh em. Cắn thế nha. Đá lại con rắn nha. Rồi ra cái kiếm. Ra đồ tăng đỡ đi. Chắc khả năng mình sẽ roll cấp 8 nha anh em. Nói chung bây giờ là bắt đầu thua rồi. Giờ là bắt đầu vô tới cái mùa chương trình bị đấm lên bờ xuống ruộng anh em. Nói chung không biết anh em chơi anh em có bị vấn đề như mình không nha. Ví dụ như anh em chơi mà anh em không có sử dụng phần mềm hỗ trợ pin là pin nó cao lắm. Biết tự nhiên được bắt đầu từ mình thấy từ cái mùa 11 giữa mùa 11 anh em. Đang đánh con là không sao tự nhiên nó cập nhật cái bản nào cái là bắt đầu pin nó nhảy, nó chạy. Lúc nào vô đánh cũng 5-600 pin, 5-600 pin hết. Đánh giật chịu không được. Rồi thì bây giờ chắc khả năng phải cố gắng xíu anh em à. Giờ có thua phải chịu thôi. Ráng lên level lực. Ráng lên cấp 8 cái đã. Bắt đầu lên là mình sẽ roll. Mình sẽ chỉnh lại đội hình của mình. Đây thì có con Sirat với con Milo tướng 5 vàng. Ồ có Fiora kìa. Rồi mắc luôn. Mắc luôn thôi lấy cái bóc nha anh em. Là mình sẽ được thêm một cái bóc nữa. Một cái bóc với mình có hai cái rút đồ. Có bài rớt hả? Bài rớt phá phủ. Nên đưa bài rớt cho luôn anh em. Giờ đưa virus vô thì cũng không kích phá thủ được, cũng không kích hỏa được.
Nhưng mà mình thấy ví dụ như đồ ra ok thì con Varus thì ồ, bên đây có Fiora 2 luôn rồi anh em ơi. Căng thế. Đây nè, xe rác à. Nico, Black à. Black nữa. Lên nhà thì cạn tiền luôn anh em. Chắc ván chắc rau tới sẽ đuổi con và rớt vào. Má chơi cạn tiền luôn mà bên kia nó lập ghê quá. Kiếm phiêu ra không có luôn anh em. Không hiểu cái gì đang xảy ra. Hình như phiêu ra nó hết tướng là sao rồi. Rồi thì mình sẽ thay vào luôn nha. Bây giờ đang hóa hình lượt cỡ, bây giờ đang ba hóa hình anh em. Mà bây giờ cầm cái đồ đó một con Fiora, còn hai là phải con Rider mới cầm đồ đó được. Cái ghép cái để coi cái đấy cuối gì. Nó trong bạc. Còn giữ một cái kiếm. Rồi cái ghép dây chuyền chuộc tội luôn nha anh em. Còn cái này khó thế nhỉ. Đúng rồi, mấy nhà kia bắt hết Fiora anh em, kiếm không có nữa. Căng, thật sự là căng. Ma thuật thì 5 ma thuật dư con. Mà bây giờ có đổi à. Nhưng mà cái này bắt bắt con Sivana vô hả? Thay hóa hình nào. Khả năng nhìn cái màu thế này chắc thằng này 48 hóa hình không được quá nè. Hả, à, Olaf bên kia khỏe thế. Olaf hỏa. Rồi còn 8 máu luôn. VIP. À mình ghê cầm mà. Nó hang Varus rồi anh em à. Nó sống Varus rồi chứ. Do tại mình đang cầm hang Varus của nó này. Rồi. Bây giờ bỏ vô thì nó bị kẹt. Bây giờ nếu mà bỏ vô là kích được 6 ma thuật luôn. Neko nè. Neko rồi hai con này. Chắc khả năng ván này quýnh ở level 8 anh em ơi. Rồi còn phải đúc đồ thế này luôn. Giờ chỉ có nước tận dụng đồ thế này anh em chứ bây giờ. Ra bây giờ bỏ đồ ở ngoài là thua liền. Ô mà đồ này coi được nha, có bộ được đấy. Nói chung cũng may là bán này con Kasubia nó ra cái quần đau anh em. Trong ra quần đau là quần cắn á. Rider. Chắc nước này chỉ có đi làm con Rider thôi anh em. Rồi
thôi chắc làm rayo nha. Do tại bây giờ rayo về bây giờ có nước, bây giờ mình bỏ con virus ra thì mình kích hóa hình lên thôi. Giờ hết tiền lên cấp rồi. Mà bây giờ mình bỏ con virus ra thì khả năng là bên kia nó đang nuôi virus anh em. Mà bây giờ giữ thì cũng giữ không được. Giờ không có tiền giữ. Căng quá, căng. Căng quá người ơi. Rồi giờ có nước chơi thế này để giờ chơi sao? Rồi rút bóc đồ ra cho con Ryan nó cầm. Rồi, còn không thì chắc cho đồ bạn nè. Cho đồ bạn virus lên virus luôn. Đây. Nhà bên đây thì đó, giờ giờ là hết đồ rồi anh em. Nói chung cũng nhờ con Morgana nhiều nha anh em, nhờ bán dơi của nó mới ăn á. Rồi bây giờ là 6 ma thuật, 4 hóa hình. Đó, giờ giờ là hết hết kiểu chơi luôn rồi anh em. Cái con bán này nó cũng hơi xui. Bì. Hóa hình. Giờ Neko cũng không có. Quanh cũng cần nhiều ra gì cũng vậy. Giờ mà đứng ở level 8 mà kiếm được con Rayo 2 với con Morgana 2 cũng hơi căng anh em nhờ. Thì lại 3% với mấy. Nói trong bán này là cũng đỡ có được cái mấy cái bóc đồ anh em mà. Ủa mà sao con Morgana nó không có phép nè, nó không bắt được con nào được hết ta. À, bên kia hai con, bên đây giữ 5 con. 3 con, 5 con là 8 con. Hàng gì cũng nó giữ hết phiêu ra, kiếm từ đầu mùa đến cuối mùa không ra con nào. Rồi bên đây có virus 3 luôn anh em. Hồ. Ôi vậy mà cũng bò lên vô top rồi kìa anh em. Đủ đâu. Cái này hả? Nỏ xét. Cái này được cái nỏ xét anh em. Rồi có một cái A2. Giờ có được con Rai A2 nữa ngon. Không có luôn. Nói chung là có một cái A2 là giờ cũng khỏe đỡ một phần anh em ạ. Ồ, vẫn được, vẫn chạy cối được. Rồi vô top 3 rồi nha anh em. Đùa đâu. Cái này à, găng tay à. Nãy giờ mới ra được một con Fiora anh em. Đớn luôn. Rồi, ván này thì mình sẽ gặp cái nhà thứ hai. Nhà thứ hai thì đang đánh chiến binh với tiên linh nè. Nhưng mà đừng đùa, ăn được nha, nhà mình ăn được đấy. Ăn được không? Ăn được anh em. Được không? Được nha, chứ ván này mình thua là thua chắc luôn. Rồi, ăn được nha, ok, ăn được anh em à. Dạ là tức có nghĩa là đội hình này nó vẫn khỏe nha anh em. Chắc không yếu. Rồi thì trong bị ván này mình sẽ gặp thằng có một này. Mà bây giờ có mua xong không có tiền mà quay cho anh em. Rồi có Rayo 2 luôn. Rồi xong hết tiền rồi đó. Nói chung là khi cái cửa hàng này mà nó chạy là anh em không có khóa lại được nha anh em. Nó chạy khi nào chạy hết tua đi chứ còn nó không, anh em không khóa lại được đâu. Rồi nhà bên đây chấp rồi anh em. Olapa với Virus 3.
Ừ chắc tôi hả? Đừng có giỡn, đừng có đùa với chúng tôi. Rồi con Rayon nó ra sau được rồi anh em. Này 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 thì đùa với chúng tôi. À, ăn được nha anh em, ăn được hàng tướng 4 vàng là 3 sao nha. Để xem còn dám chấp nữa không. Mình đang ngồi mình chọc bên kia kêu chấp tiếp. Hình như bên kia đang muốn tìm cái biến hóa để đời anh em à. Bên đó đang muốn tìm cái biến hóa để đời. Đó, bên đó đang tìm 5 vàng đó. Rồi nếu mà ván này chưa tìm được 5 vàng thì bị mình đấm tiếp. Mà ra 5 vàng thôi bất lực anh em. Rồi tìm có luôn, hay quá trời. Rồi thì nếu mà anh em nào xem đến đây thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Và nếu mà anh em có góp ý hay thắc mắc gì anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em mình những clip sau nha.